Vâng, em Thái Nhô Tô Hải Dương xin trân trọng kính chào toàn thể quý cô bác anh chị. Bên em thì 2-3 hôm vừa rồi là về tương đối là nhiều các đầu xe. Rất nhiều các đầu xe mới về các bác nhá. Kín bãi rồi. Địa chỉ bãi nhà em thì có địa chỉ là cây xăng 51 Thanh Xá Liên Hồng, Gia Lộc, thành phố Hải Dương các bác nhé. Các bác có thời gian thì mời các bác về cửa hàng bên em để xem xe và có thể chạy thử xe các đầu xe bên em các bác nhé. Đầu năm mới thì xin kính chúc quý các bác anh chị một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống các bác nhé. Rất là nhiều đầu xe mới về bên cửa hàng bên em, 5 chỗ, 7 chỗ rồi là bán tải các bác nhé. Rất nhiều các đầu xe từ 100 triệu đồng cho tới 6-700 triệu đồng quay đầu. Đấy. Trong đây thì một số xe cọc này. Đấy. Một số xe cọc rồi thì nhà em để bên trong này các bác nhé. Đấy. Đây là chiếc Fortuner này, Fortuner 2009 nhé các bác nhé, 7 chỗ Fortuner 2009 này. Chiếc này đang được bên em chào bán là 390 triệu đồng các bác nhé, 390 triệu đồng. Đấy, form dáng cực kỳ đẹp này, màu đen, form dáng cực kỳ đẹp các bác nhé. Giá vẫn còn thương lượng các bác nhé, các bác thiện chí về xem xe, chạy thử xe thì giá vẫn có thể bớt cho các bác nhé. Đấy, em quay qua cái nội thất cho các bác xem này. Đấy. Fortuner sản xuất 2009 nhé, hai cầu số tự động này. Đấy, chất xe cực kỳ đẹp luôn này, các bác nhìn vô lăng cực kỳ mới, cực kỳ đẹp nhé. Đấy. Tắp tắp lô tắp pi cực kỳ đẹp này. Đấy, giá em bên em đang chào bán là 390 triệu đồng thôi. Đấy. Và sang bên đây nữa là một chiếc Kia Carzen sản xuất 2013 các bác nhé. Đấy, số tự động này đang được bên em chào bán với giá 368 triệu đồng thôi. Chiếc này thì cực kỳ đẹp rồi. Dòng Kia Carzen này thì các bác biết rồi, chạy cực kỳ lành, cực kỳ tiết kiệm các bác nhé. Đấy, chiếc này thì màu cực kỳ đẹp này. Chiếc này màu cực kỳ đẹp luôn, nội thất cũng khá là mới này. Đấy, ghế điện này, số tự động các bác nhé. Đấy, cửa lóc đầy đủ này. Chuyển sang bên đây là một chiếc Hyundai Accent nhé các bác nhé. Hyundai Accent sản xuất 2015 này, phiên bản số sàn. Chiếc này thì đang được bên em chào bán hơn 300 triệu đồng chút thôi. Đấy. 315 triệu đồng thôi. 315 triệu. Đã sở hữu được một mẫu Hyundai Accent nhập khẩu các bác nhé, số sàn này, cực kỳ đẹp. Đấy. Em quay qua cho các bác xem các nội thất. Màu trắng ngọc trinh. Đấy, Hyundai Accent. Bác nào mà có nhu cầu mua về để chạy dịch vụ hoặc là chạy cho gia đình nhà mình thì cũng rất là hợp lý các bác nhé. Chỉ có 315 triệu đồng thôi. Quý cô bác là anh chị đã sở hữu được một mẫu Hyundai Accent sản xuất 2015 phiên bản số sàn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Sang bên đây là một chiếc Mẹc C250 bản GCI nhé các bác nhé. Đấy, xe vừa về hôm qua xong, cực kỳ đẹp luôn. Giá thì nhu 400 chút thôi, 405 triệu đồng giá vẫn bớt cho các bác nhé. Xe thì zin toàn tập các bác nhé. Zin toàn tập cực kỳ đẹp luôn này.
nội thất, em quay qua các nội thất cho quý các bác anh chị xem qua này. Nội thất cực đẹp luôn. Đấy, zin nhá. C250. Bản CGI nhá, 2010. Chiếc này đang được bên em chào bán là 405 triệu đồng, giá vẫn mất cho quý cô bác anh chị thiện chí về xem xe các bác nhé. Chuyển sang bên đây là một mẫu Captivan 2007 nhé các bác nhé. Captivan 2007 số tự động này, biển Hà Nội. Chiếc này đang được bên em chào bán với giá là 215 triệu đồng thôi. 215 triệu đồng các bác đã sở hữu được một mẫu 7 chỗ số tự động. Đấy, form dáng cực kỳ đẹp này. Đấy, màu vàng cát. Đấy, xe rất là đẹp luôn nhé các bác nhé. Đấy, em quay qua cái nội thất con Captivan sản xuất 2007 cho quý các bác anh chị xem qua này. Đấy, xe đã được trang bị màn hình Android này, số tự động này. Đấy, nội thất cực kỳ sạch sẽ luôn này. Chỉ hơn 200 triệu đồng thôi, quý cô bác anh chị đã sở hữu được một mẫu 7 chỗ số tự động rồi. Đấy, chuyển sang bên đây là một mẫu là Lacetti CDX các bác nhé. Sản xuất 2009 số tự động này. Chiếc này thì đang được bên em chào bán với giá 235 triệu đồng thôi. Đấy, CDX form dáng khá là đẹp này. Giá cực kỳ êm. Sản xuất 2009 các bác nhé. Và chuyển sang bên đây nữa là một mẫu BMW 530i các bác nhé. Sản xuất 2005, đang được bên em chào bán với giá là 265 triệu đồng thôi. Đó, 265 triệu đồng thôi, quý các bác anh chị đã sở hữu được một mẫu BMW. Đấy, form dáng cực kỳ đẹp này, xe sang. Chỉ hơn 200 triệu thôi, quý cô bác anh chị đã sở hữu được một mẫu BMW. Đấy, nội thất ghế da nguyên bản theo xe này, cực kỳ chất các bác nhé, cực kỳ chất luôn. 2005, giá bên em chào bán chiếc này là 265 triệu đồng thôi, giá vẫn bớt cho quý cô bác anh chị nhé. Đấy, ghế da ra nguyên bản theo xe các bác nhé, vẫn nguyên bản theo xe, cực kỳ dày dặn này, cũng khá là sạch sẽ. Chỉ 265 triệu đồng thôi, quý bác anh chị đã sở hữu được một mẫu BMW. Đấy, thương hiệu xe sang các bác nhé. Và đặc biệt là bên em vừa về một mẫu Vios, Toyota Vios các bác nhé. Đấy, sản xuất 2005 thôi nhưng mà chiếc này thì là cực kỳ chất rồi, cực kỳ đẹp. Đó, keo chỉ zin nguyên bản theo xe này. Đó, hôm qua em mới nhập về, chiếc này cực kỳ đẹp nhá, có 102 các bác nhá. Chỉ giá hơn 100 triệu thôi, các bác đã sở hữu được một mẫu Vios bản G các bác nhá. Đấy, em quay qua cho các bác xem nội thất này, con này là có 102 luôn. Đấy, mua về các bác sử dụng thì cực kỳ chất luôn. Đấy, các bác nhìn vô lăng này, 2005, con này không taxi, không dịch vụ các bác nhé, keo chỉ zin 100% luôn này các bác này. Đấy, đẹp hiếm có luôn. Toyota Vios sản xuất 2005, giá đang được bên em chào bán là 145 triệu đồng thôi. 145 triệu đồng. Đấy, xe cực kỳ chất, cực đẹp luôn. Đấy, zin keo chỉ còn zin 100%. Sang bên đây là một chiếc Mitsubishi Grandis nhé, 7 chỗ. Chiếc này đang được bên em chào bán là 265 triệu đồng thôi. 265 triệu đồng, quý các bác anh chị đã sở hữu được một mẫu 7 chỗ Mitsubishi Grandis nhé. Grandis 7 chỗ, form giá cũng cực kỳ đẹp luôn. Chỉ hơn 200 thôi, quý các bác anh chị đã sở hữu được một mẫu Grandis rồi, 7 chỗ. Và chuyển sang bên đây là một mẫu bên em vừa về nhé, form giá cực kỳ đẹp này.
Honda CRV sản xuất 2010 các bác nhé. Chiếc này bên em vừa nhập về, cực kỳ chất, cực kỳ đẹp này. Form dáng thì cực kỳ đẹp, keo chỉ cột kèo nguyên zin này, nội thất cũng zin. Bác nhìn cặp đèn này như mới các bác nhé, logo cặp đèn như mới luôn, và xe đã được độ. Chiếc này được bên em độ, được chủ xe độ lên cái cản cực đẹp các bác nhé. Em quay qua các nội thất cho các bác xem qua, nội thất cực kỳ đẹp luôn. Đó. Nội thất zin theo xe các bác nhé. Đấy, các bạn nhìn ghế da này, zin theo xe cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, vô lăng các bác nhìn này. Đấy, một chiếc xe chất thì các bác nhìn vô lăng các bác thấy luôn này, màn hình Android. Một chiếc là các bác mà khó tìm đấy, có 102 các bác nhé. Các bác nhìn ghế da đẹp chưa, zin toàn tập các bác nhé, zin toàn tập. Một chiếc CRV sản xuất 2010 hiếm có khó tìm. Chiếc này đang được bên em chào bán là 435 triệu đồng thôi, 435 triệu đồng. Quý các bác này, anh chị đã sở hữu một mẫu CRV cực kỳ đẹp rồi, form dáng cực kỳ đẹp, cực kỳ chất các bác nhé. Xe lại nhập khẩu, nhập khẩu nguyên chiếc. Và chuyển bên sang bên đây là một mẫu Vios sản xuất 2013. Đấy, sản xuất 2013, form la răng nhiều chấu rồi, rất là đẹp luôn. Và chiếc này đang được bên em chào bán với giá là 245 triệu đồng thôi, 245 triệu đồng. Quý của các anh chị đã sở hữu được một mẫu Vios sản xuất được sản xuất 2013 nhé. Đấy, sản xuất 2013, form dáng cực kỳ đẹp này. Đấy, chỉ hơn 200 triệu đồng thôi, quý các bác anh chị đã sở hữu được một mẫu ô tô Toyota Vios. Đấy, số sàn các bác nhé. Đấy, cực kỳ chất, cực kỳ đẹp này, cực kỳ rẻ luôn. Không cam kết quý các bác anh chị là không dịch vụ một ngày các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn. Còn rất nhiều xe các bác nhé, còn rất nhiều xe. Hôm nay mưa gió nên em quay tạm một vài mẫu xe thôi để các bác xem, các bác lựa chọn nhé. Các bác có nhu cầu thì nên hệ về đầu số hotline 0979979111 nhé. Em sẽ gửi cho các bác hình ảnh video các xe tầm tiền bao nhiêu để em sẽ gửi cho các bác nhé. Bác có thể là liên hệ về để em có thể tư vấn cho bác chi tiết hơn. Rất nhiều đầu xe các bác nhé. Mưa gió quá nên em xin phép là quay một số đầu xe thôi. Còn lại là mai em lại làm video tiếp các bác nhé.